Thưa quý vị, ngay sau khi kết thúc thời gian quy định bỏ phiếu lúc 19 giờ ngày 23 tháng 5, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh họp trực tuyến với Ủy ban bầu cử chính quyền thị xã thành phố. Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban bầu cử các huyện thị xã thành phố Tây Ninh báo cáo với Ủy ban bầu cử tình hình bầu cử trên địa bàn. Cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định của luật bầu cử. Các thành viên ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, ban bầu cử các cấp đã tham gia và giám sát tại 716 khu vực bỏ phiếu. Các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo theo quy định tại tất cả các khu vực bỏ phiếu. Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt. Từ trưa ngày 23 tháng 5, một số địa bàn có mưa dông lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử. Các địa phương có khu cách ly đã tổ chức bầu cử cho cử tri đúng theo quy định phòng chống dịch. Kết thúc thời gian bỏ phiếu lúc 19 giờ, toàn tỉnh có 99,82% cử tri đi bầu, trong đó có 2 huyện có cử tri đi bầu đạt 100%. Huyện Dương Minh Châu đạt tỷ lệ 100%, thị xã Trảng Bàng đạt tỷ lệ 100%, huyện Tân Biên đạt tỷ lệ 99,99%, huyện Gò Dầu đạt tỷ lệ 99,99%, huyện Bến Cầu đạt tỷ lệ 99,97%, huyện Châu Thành đạt tỷ lệ 99,90%, thị xã Hòa Thành đạt tỷ lệ 99,88%, huyện Tân Châu đạt tỷ lệ 99,49%, thành phố Tây Ninh đạt tỷ lệ 99,26%. Cử tri phấn khởi đi bầu sớm, không xảy ra tình trạng khiếu kiện liên quan đến bầu cử, an ninh trật tự trên tuyến biên giới an toàn, công tác phòng chống dịch được đảm bảo, công tác bầu cử tại các điểm cách ly được thực hiện đúng quy định. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định, các địa phương thực hiện đúng hướng dẫn của Ủy ban bầu cử, đúng quy định, tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu đạt tỷ lệ rất cao. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, thể hiện niềm tin, kỳ vọng rất lớn của cử tri đối với các đại biểu. Việc tổ chức cho cử tri bầu cử đến thời điểm này không xảy ra sai phạm, sai sót. Cuộc bầu cử diễn ra công khai dân chủ, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, an toàn trong bầu cử. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố tập trung làm tốt công tác kiểm phiếu. Thay mặt cho Ủy ban bầu cử tỉnh, tôi đề nghị là Ủy ban bầu cử các địa phương đó, các anh chị tiếp tục quan tâm tập trung chỉ đạo một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đúng pháp luật cái việc kiểm phiếu, bảo đảm là chính xác, không để xảy ra sai sót, không để xảy ra những vấn đề gì liên quan tới vi phạm trong quá trình kiểm phiếu, bảo đảm kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, đúng pháp luật. Cuộc bầu cử diễn ra thành công và tuyệt đối an toàn, đúng luật. Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các ủy ban bầu cử các cấp cập nhật kết quả kiểm phiếu về Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định.